Chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 2 giờ chiều, tức là 14 giờ của ngày 22 tháng 10 năm 2021. Cái clip này chia sẻ với các bác một cái tin không biết vui hay buồn, nhưng mà nó nhắc đến một cái thời kỳ mà phải nói rằng là tất cả các bác, mọi người và chúng ta, những người yêu giáo dục, quan tâm đến giáo dục cảm thấy rất là vui mừng. Có thể hơi dài dòng một chút, nhưng mà để cho nó có một cái điều nó gọi rằng là theo cái diễn tiến trực, nghĩa là theo cái diễn biến để các bác hiểu được nội dung câu chuyện, để thấy rằng là chúng ta có quyền hy vọng vào cái thời kỳ mới. Đó là cái tôn chỉ niềm tin của tôi. Nhiệm kỳ của bộ trưởng cũ đó là Phùng Xuân Nhạ, bây giờ đang là phó ban tuyên giáo trung ương đó, thì các bác có thể thấy rằng là nó nổi cộm lên rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề Đại học Đông Đô và đại nghĩa là và một số công tác cán bộ. Ông Phùng Xuân Nhạ thì có nhiều phát ngôn lắm, nhưng mà thôi mình sẽ để cái clip đó làm một điều khác. Vào trong trung ương vừa rồi thì ông không trúng, trung ương vừa rồi khóa này thì ông không trúng, và thay thế bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là ông Nguyễn Kim Sơn. Các bác có thể nhìn thấy là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, tôi đã chia sẻ trước khi mà Đại hội 13 diễn ra, thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là cái người mà phải nói rằng là rất là tuyệt vời. Tôi đã chia sẻ với các bác, đặc biệt là Viện Phật học Trần Nhân Tông, tôi đã có những cái clip chia sẻ. Các bác nào lục lại để tìm thì sẽ thấy rằng là chúng ta có quyền hy vọng vào Bộ trưởng mới này. Và ngay cái đầu tiên nhậm chức ấy, thì Bộ trưởng đã muốn làm gọi rằng là sạch về giáo dục. Tuy nhiên mọi thứ nó đều phải có cái độ trễ về thời gian, và cái việc mà làm trong sạch từ đội ngũ trước là một cái điều mà tôi đã dự đoán từ trước khi Đại hội 13 diễn ra, khi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ về lãnh đạo Bộ Giáo dục. Và các bác có thể thấy rằng là trong bức tâm thư đầu tiên của Bộ trưởng Kim Sơn thì đó là cái vai trò người thầy, bởi vì thầy mà không có đạo, thầy mà không có đức thì làm sao mà dạy được các học sinh của chúng ta, sao chấn hưng được nền giáo dục. Và đặc biệt trong công tác lãnh đạo như các bác của ngay chính Bộ Giáo dục, các bác có thể thấy rằng là vừa rồi rất nhiều vụ án liên quan tới Bộ Giáo dục đã được đưa ra tại các tỉnh, nhưng có một cái thông tin mới này để các bác có thể thấy rằng là liên quan tới Đại học Đông Đô, tôi đã rất nhiều lần tôi chia sẻ với các bác rằng là vụ này sẽ là một cái vụ rất lớn, vụ này sẽ là một cái vụ rất lớn và sẽ dần dần đưa ra ánh sáng rất nhiều con người. Và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là ông Lê Minh Trí cũng đã trả cái hồ sơ này để bổ sung điều tra thêm nhiều lĩnh vực nữa. Và hôm nay có một cái tin như thế này cũng rất là vui, không biết là buồn, bởi vì là vui với mình nhưng mà có thể buồn với người. Có một cán bộ lãnh đạo rất trẻ, cấp vụ, tức là vụ trưởng, thì báo cáo với các bác rằng là một cái tên mà tôi để tiêu đề đó là ông Trần Tú Khánh. Ông Trần Tú Khánh thì rất trẻ, sinh năm 1978, và bây giờ ông không còn là lãnh đạo của Bộ Giáo dục nữa. Và ông nguyên là vụ trưởng của vụ kế hoạch tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, một con người rất là trẻ. Tôi chỉ xin chia sẻ với các bác đầu tiên là hai cái nội dung để các bác có thể nắm. Thứ nhất là con đường hoan lộ, nghĩa là con đường hoan lộ của ông Trần Tú Khánh, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo, được cho rằng là thần tốc và nhanh chóng. Cái thứ hai nữa là tôi cũng thông tin với các bác về vụ Đông Đô. Và cái thông tin mới nhất là các bác cũng đã biết rồi, để liên tưởng tới cái thông tin hiện nay, đó chính là cái việc mà có hay không việc ông Trần Tú Khánh đã viết đơn xin nghỉ việc tại Bộ Giáo dục vì lý do cá nhân. Và đợt tới thì cơ quan điều tra sẽ có những cái công bố gì thì chúng ta cứ dự đoán một cách rất là bình thường. Đầu tiên nói về con đường hoan lộ của ông Trần Tú Khánh thì báo cáo với các bác rằng là vào năm 2019 thì con đường bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh đã được lên báo rất là nhiều, và có sai quy định hay không thì trên các báo thì các bác có thể tìm hiểu rất rõ. Ví dụ như là liên quan đến việc này thì ông Lê Vĩnh Tân, tức là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thì cũng cho biết rằng là rất nhiều những đơn thư tố cáo và báo chí nêu thì yêu cầu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và sẽ báo cáo. Nhưng cuối cùng các bác có thể thấy rằng là từ những năm 2019 thì việc này không được báo cáo nha các bác. Ví dụ như là tìm hiểu thế này,
về quá trình công tác của ông Trần Tú Khánh, mà một điều mà bất cứ ai cũng nhận ra được đó là con đường thăng tiến quá nhanh và quá trơn tru và có dấu hiệu thần tốc, đặc biệt sau khi ông Khánh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế vào ngày 20 tháng 4 năm 2015 với cái đề tài là chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và chỉ 8 tháng sau, tức là ngày 17 tháng 11 năm 2015, thì ông Trần Tú Khánh từ vị trí trưởng phòng kế hoạch tài chính thì được bổ nhiệm để giữ chức phó hiệu trưởng của trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2015-2020. Và ông chỉ làm phó hiệu trưởng của trường Đại học Vinh một năm sau, nghĩa là chính xác là tròn một năm. Vào tháng 12 năm 2016, thì ông Khánh tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động và bổ nhiệm thẳng lên chức vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính và quy hoạch vào vị trí thứ trưởng khi chưa phải là chuyên viên chính. Đó, cái này thì chắc là phải cần Bộ Nội vụ làm rõ cái việc này. Và cái việc mà đưa đi đâu đó khoảng thời gian 1 năm, 2 năm hoặc là thậm chí có những nơi, những cán bộ thần tốc chỉ chưa đầy 1 năm thì có một cái thuật ngữ người ta gọi là tráng men. Gọi rằng là đưa đi tráng men một thời gian để về bổ nhiệm. Đó. Và điều này có thể dễ dàng nhận thấy chỉ trong 1 năm ông Trần Tú Khánh đã liên tiếp thăng chức và tiến đến chức vụ chóng mặt, đó là từ trưởng phòng tài chính, từ trưởng phòng tài chính kế hoạch để lên chức phó hiệu trưởng trường Đại học Vinh và vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và rất kỳ lạ, từ năm 2016 cho đến tận bây giờ ông vẫn giữ ở cái chức này, không được lên làm thứ trưởng. Và chắc chắn vào năm 2019 đó thì dư luận cho rằng là việc bổ nhiệm này là rất bất thường từ việc mà thiếu nợ cái tiêu chuẩn là chuyên viên chính, bất thường ở chỗ là một năm tăng đến 2 chức vụ và còn được quy hoạch lên thứ trưởng thì liệu có đúng với quy định của nhà nước hay không. Nhưng mà các bác thấy rằng là 5 năm vừa rồi vẫn chưa có câu trả lời này cho mọi người về quá trình thăng tiến của ông Trần Tú Khánh rất bất thường. Nôm na như vậy để các bác có thể hiểu rằng, và anh em an ninh hay là ngay cả chính bản thân ông Trần Tú Khánh là có thể nói rằng là cái thông tin của tôi đưa ra không chính xác hay thế nào đó. Giống như anh Vũ Hùng Sơn thì mời quay trở lại cái thời điểm năm 2019 để có tới cái hàng ngàn cái bài viết về ông Trần Tú Khánh về việc này. Nhưng cuối cùng thì nhiều khi á có những cái việc tưởng im lặng được nhưng cuối cùng không im lặng được. Trở lại một câu chuyện nữa thì có một cái điều liên quan tới trường Đại học Đông Đô thì tôi cũng xin phép để mà chia sẻ với các bác về trường Đại học Đông Đô. Đó. Có một cái điều thế này. Tôi sẽ chia sẻ với các bác về cái màn hình này. Đây là bài trên báo Bảo vệ Pháp luật và sai phạm ở trường Đại học Đông Đô thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét đơn vị và cá nhân liên quan. Bài viết này thì được vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, tức là cuối năm ngoái. Thì có một cái số tiền, nó là hơn 24 tỷ đồng là số tiền trường Đại học Đông Đô thu được từ hoạt động tuyển sinh, đào tạo chui nha, và cấp bằng khống thuộc hệ văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh. Tôi đã có rất nhiều các clip trước về cái việc này. Và trong số tiền đã thu thì trường Đại học Đông Đô đã chỉ sử dụng là 780 triệu đồng để thanh toán kinh phí tổ chức thi hay là chấm thi hệ văn bằng 2 tiếng Anh như kết luận điều tra chỉ rõ. Và đáng chú ý, số tiền còn lại thì các bị can sử dụng phục vụ hoạt động chung của nhà trường nhưng không cung cấp được đầy đủ chứng từ liên quan nên cơ quan điều tra không có cơ sở để xác định cụ thể. Và đây, quá trình hoạt động thì trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2, nhưng nhiều năm liền Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu và đăng công khai trên cổng thông tin của Bộ. Cái này nó mới hay này. Và các bác sẽ thấy được rằng là có liên quan đến cá nhân gì. Cụ thể, các đơn vị cá nhân thuộc vụ kế hoạch và tài chính. Các bác thấy chưa? Các bác thấy nhắc tên chưa? Và vụ giáo dục đại học nha. Thực hiện thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và đăng tải đề án tuyển sinh trên cổng thông tin tuyển sinh cho trường Đại học Đông Đô. Trong đó có chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy và vi phạm cái quyết định số 22-2001. Ngày 26 tháng 6, 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Và cơ quan điều tra cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên là do hết thời hạn để điều tra vụ án, nên cơ quan điều tra tách ra để xem xét xử lý sau. Đó.
và ngày hôm nay các bác sẽ đợi đợi đợt tới là xem như thế nào. Đây là một cái thông tin để các bác có thể thấy được nha. Na như thế thì các bác thì thấy rằng là chúng ta có quyền kỳ vọng đợt tới về giáo dục đại học đang đi rất đúng hướng. Mọi thứ đã không không gọi phải rằng là chúng ta một buổi chúng ta mở mắt ra là chúng ta đã thấy được gọi rằng là mở mắt ra gọi là chúng ta đã thấy được nó giống như kiểu rằng là cây đèn thần nó la đanh, tôi để ví dụ thế, hay ví dụ thế, sau một đêm cái là từ một túp lều trở thành lâu đài nguy nga được. Đó chỉ là trong chuyện cổ tích, còn trong đời thực thì nó phải tuần tự từng bước chắc chắn. Và tôi cho rằng là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đang đi rất là đúng hướng. Chúng ta sẽ chờ đợi được tới để xem rằng là Bộ Giáo dục thanh lọc ở chỗ nào. Có hai cái lĩnh vực đó là giáo dục và y tế, nha các bác. Và tôi cũng nói thật với các bác rằng là trong cái nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ của mình thì Bộ trưởng Nguyễn Đức Đa, Vũ Đức Đa của chúng ta. Bởi vì đây là cả mấy cái bộ nó đều thuộc về ví dụ văn hóa, liên quan drama, liên quan đến các nghệ sĩ. Các bác có thể thấy rằng nó thuộc bộ nào. Rồi chúng ta có thể thấy rằng là Bộ Y tế với những vụ án cực lớn, Viện Phạc Ma. Rồi Bộ Giáo dục Đào tạo dưới thời Phùng Xuân Nhạ. Thì chúng ta có thể thấy rằng là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của chúng ta biết nói thế nào được nhỉ? Tôi cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.